Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền muốn thuật lại nghĩa này, nương thần lực của Đức Phật quán sát như lai, quán sát chúng hội, quán sát cảnh giới khó nghĩ bàn của chư Phật, quán sát vô biên tam muội của chư Phật. Quán sát các biển thế giới không thả nghĩ bàn, quán sát pháp trí như huyễn không thả nghĩ bàn, quán sát ba đời chư Phật thảy đều bình đẳng, không thả nghĩ bàn, quán sát tất cả các pháp lời lẽ vô lượng vô biên mà nói kệ rằng trong mỗi mỗi lỗ lông biển cõi nhiều như bụi đều có như lai ngồi đều đủ chúng bồ tát trong mỗi mỗi lỗ lông vô lượng các biển cõi phật ngự tòa bồ đề khắp pháp giới như vậy trong mỗi mỗi lỗ lông tất cả bụi cõi phật chúng bồ tát vây quanh vì nói hạnh phổ hiền phật ngồi một cõi nước đầy khắp mười phương cõi vô lượng mây bồ tát đều vân tập chỗ đó ức cõi nhiều như bụi biển công đức bồ tát đều từ trong hội khởi đầy khắp mười phương cõi đều trụ hạnh phổ hiền đều du biển pháp giới khắp hiện tất cả cõi đồng vào hội chư phật an tọa tất cả cõi lắng nghe tất cả pháp trong mỗi mỗi cõi nước ức kiếp tu các hạnh chỗ bồ tát tu hành khắp rõ pháp biển hạnh vào nơi biển đại nguyện trụ cảnh giới của Phật, thấu đạt hạnh phổ hiền, sinh ra các Phật Pháp, đủ biển công đức Phật, rộng hiện việc thần thông, thân mây đồng số bụi, đầy khắp tất cả cõi, khắp mưa Pháp cam lồ, khiến chúng trụ Phật đạo. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn khiến cho các Bồ Tát an trụ tam muội sư tử tần thân rộng lớn của Như Lai, nên tử tướng hào quang trắng giữa lông mày, phóng ra đại quang minh, quang minh đó tên là phổ chiếu ba đời pháp giới môn dùng các quang minh nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi phật làm quyến thuộc chiếu khắp các cõi phật mười phương tất cả biển thế giới lúc đó đại chúng bồ tát ở trong rừng thệ đa đều thấy tất cả cõi phật tất cả tận pháp giới hư không giới trong mỗi mỗi hạt bụi đều có các cõi Phật, nhiều như số hạt bụi tất cả cõi Phật, đủ thứ danh hiệu, đủ thứ sắc tướng, đủ thứ thanh tịnh, đủ thứ trụ xứ, đủ thứ hình tướng, trong tất cả các cõi Phật như vậy đều có đại Bồ Tát ngồi nơi đạo tràng trên tòa sư tử thành đẳng chánh giác. Đại chúng Bồ Tát vây quanh trước sau, các chủ thế gian đều đến cúng dường.